coi. Đi như thế này à? Đi vòng tròn, đang thấy dây cơm bên kia nè. Đứng ở trên cầu cục cây này mọi người thấy không? Lên đây đi chị ơi.
đèo là phải nhỏ nhỏ. Nếu mà như cục này thì các bạn bỏ ra là 150 một khối.